ta xử lý rất chiến thần. Ở trong trận đấu đầu tiên anh ta đã làm tốt, và ở trận đấu thứ hai này anh ta cũng làm không hề tệ một chút nào. Nhưng với cái mình vẫn đang có được lợi thế ở từng khu vực đường. Quang Hải, Quang Hải nhưng nó không thành công, nhưng Quang Hải đã cướp được cho mình con xe ra rồi. Đó là một tình huống thi đấu mà Quang Hải đã dình đập quá lâu và Judas lên bảng đến số thôi rồi. Khi mà đầu tàu đến từ Sebastian đã phải lên bảng thì có lẽ Vegaming sẽ hủy diệt luôn cả trận đấu này chăng? Đúng là như vậy, anh ta đã có một cú dình mà tôi nhìn thấy đoạn mạch xích trên người anh ta, tôi đã hiểu rằng là mọi thứ có thể sẽ là rất nguy hiểm với cả bên phía của đội tuyển này. Và đúng là cú đoạn mạch xích đã có thể giúp anh ta tiếp cận tới con Caesar vừa qua.